Những điều không nên làm trong tháng cô hồn phần 3. 1. Nếu giữa đêm bạn nghe có tiếng gọi tên mình thì đừng dại dột mà trả lời, bởi vì có thể lúc đó chính là lúc bố mẹ phát hiện ra bạn có người yêu đương đang nhắn tin, hoặc là bố mẹ thấy được bài kiểm tra điểm thấp của bạn, kêu tên bạn xuống để ăn đòn giữa đêm cho cả làng cả xóm nghe thấy đấy. Đừng dại dột mà trả lời nhé, hãy giả vờ ngủ đi. 2. Sau 10 giờ đêm nhất quyết không được nhìn vào gương, bởi vì nếu nhìn vào gương bạn sẽ thấy được gương mặt đẹp trai đẹp gái của mình và bạn sẽ không ngủ được cả đêm chỉ nhớ về gương mặt của mình. Ôi thật là đẹp quá đi, vậy thì làm sao mà ngủ được chứ. 3. Không nên đi ra nghĩa trang nghĩa địa vào 12 giờ trở đi. Có bị điên không, nửa khuya mà đi ra nghĩa trang nghĩa địa làm gì, rồi bảo không sợ ma. Sợ ma thì phải ở nhà ngủ chứ nửa khuya đi ra nghĩa trang nghĩa địa à. Bố con hầm. Phần 3 ra trễ bởi vì cái đèn livestream của tôi bị hư. Có ai thương tình mua cho cái đèn mới không? Hãy thương tình bấm kết bạn vào cái nick Facebook ngay avatar này rồi cho tôi một chiếc đèn livestream để tôi làm phần 4.